Xin chào tất cả mọi người, hiện tại tôi đang đứng tại công ty ô tô Quỳnh Chí Phát, một địa điểm kinh doanh buôn bán sản phẩm đầu kéo sơ mi rơ móc mới cũ các loại. Thì ngày hôm nay tôi rất là vinh dự giới thiệu cho tất cả mọi người một dòng sản phẩm, đó là sơ mi rơ móc lồng 30 40 feet 220. Có điều gì đặc biệt ở đây? Một điều đặc biệt ở đây là sản xuất 220 cho tải trọng lên tới 32 tấn 050 kg, một sản phẩm đang được thị trường rất là đón nhận và chờ ngóng từ năm 2020 của năm hôm nay. Thì một sản phẩm như thế này, chúng ta sẽ quan sát tại sao nó lại được đón nhận và đang ngóng chờ của tất cả các bạn ngày hôm nay. Với xu thế ngày hôm nay thì hội nhập với lại tất cả giao lưu, giao thoa, hàng hóa, thì cái rơ móc lồng thì một sản phẩm không thể thiếu đối với chúng ta ngày hôm nay. Thì quan sát sản phẩm sơ mi rơ móc lồng 30-40 feet như thế này, thì mình sẽ quan sát nó là được ở đây là 5 cái bẩn ạ. 5 bẩn. Có một số sản phẩm nó sẽ sản xuất theo 6 bẩn, nhưng mà với tiêu chí dùng của ngày hôm nay thì hầu như là xu thế thì hầu như tất cả mọi người đều thích là 5 bẩn. 5 bẩn và ở trên nó có hai mặt rào chuồng heo. Nhìn cái rào chuồng heo rất là chắc chắn, rất là cứng cáp. Nhìn cái ống thép này nọ rất là cứng cáp. Và mặt trên đó nữa sẽ là dàn kèo, sẽ là ở dưới là một bẩn ha. Ở trên là một kèo chuồng heo, hai kèo chuồng heo, và ở trên nữa là sẽ là một cái dàn kèo. Dàn kèo xuyên suốt từ đầu mọt đến cuối mọt. Thì nhìn cái rơ mọt này mình nhìn thấy rất là chắc chắn. Đây. Qua. Wow. Nó dày cả mà một găng tay của tôi các bạn ạ. Rất là dài. Thì sản phẩm size 20, đây là tấm lắc của nó. Đây. Dài 12m4, rộng 2m5, cao 3m6 40. Đây là tháng 3 2020 ha. Với cái trọng lượng của nó là sắt 7 tấn và cho tải trọng lên tới 32 tấn 050 kg. Đây là mặt dưới của sàn. Nhìn rất là đẹp ha. Một sàn mới tinh, mới vừa nhập về luôn. Đây là gầm xuyên suốt rồi đó, xuyên suốt gầm. Ắc đây là mình sử dụng ắc nhỏ ha. Đây là đà dưới của mót, nó dàn đà được là thiết kế chống chịu lực rất là tốt trên mặt sàn ở phía trên. Và có một cái điều đặc biệt nữa là một số mót thì sẽ không có cái đà giữa này, không có cái đà len ở hai bên này. Nhưng mà ở đây nó có hai cái đà len như nhau để gánh chịu lực, để cho nó đào được tốt hơn. Nó giống như cái mót của Đại học Việt thì nó rất là tốt hơn. Tại vì nếu mà xe nâng nó lên thì sẽ rất là hạn chế cái việc mà làm lũng, làm mốp sàn, cho mặt sàn cứng cáp, và nó hạn chế được cái phần lõm của mặt sàn xuống ha. Rất là hay. Một số mốt sàn, một số cái mốt lồng hiện như mới về sau này, thiết kế sau này thì có một số sản phẩm thì không được như thế này đâu. Ở trên giữa nó có mấy cái đà chạy ngang, chạy xuyên suốt từ đầu mọt đến cuối mọt. Một số cái thì chỉ có cái đà ngang thôi, không có đà dọc. Không có đà dọc nhỏ nhỏ như thế này ha. Không có đà dọc nhỏ như thế này. Chỉ có đà ngang thôi. Thì đây có đà ngang. Thì vẫn sử dụng chân chống trục phu qua. Đấy, có tay quay. Chân chống trục phu qua, có tay quay. Đó, đây là vỏ sơ cua, double coil. Có thùng đồ nghề đó ha. Thùng đồ nghề nó gồm các bắt treo, có bát để bôi mỡ, và có tay quay tháo vỏ sơ cua. Trục đó là trục và chân chống là phu qua truyền thống 10 tắc gây. Vỏ sử dụng vỏ double coil 12R22.5. Mới tinh ha. Vỏ không ruột. Gây xuôi. Đây, vỏ không ruột gây xuôi của double coil, một sản phẩm khá nổi tiếng. Mùi vỏ. Đây là dàn đèn của mọt. Nhìn mót rất là cá cắn. Có một điều đặc biệt ở đây là cái thùng đồ nghề, cái mặt thùng phía trước và mặt sau thì nhìn rất là chắc chắn. Cái mặt phía sau của đuôi mọt thì được thiết kế theo kiểu thùng công. Thùng công thì cái mặt sau này nó rất là nhiều cái thiết kế khác nhau. Thì có anh em thì gỡ thành hai bẩn. Cái này thì chỉ có một tấm duy nhất.
gỡ giống như thùng công ha. Nhìn thiết kế rất là đẹp. Nhìn thiết kế rất là đẹp. Đây là mặt bên trong của Simidomoc. Thì bên trong nó có dàn kèo nữa ha. Và hiện tại bên trong thì nó có sẽ có là một cái bực để bước lên bước xuống, và kèm theo đó là một cái tấm để mình treo bạt. Đây là bên trong của robot. Đây, nhìn rất là đẹp. Mới tinh tươm. Sàn rất là đẹp ha. Sàn thì được sử dụng sàn lá. Đây đây. Sàn lá. Sàn này sàn rất là tốt. Sàn lá nhìn rất là tốt ha. Tất cả cái chuồng heo hay tấm bẩn thì được mở ngang xuống ha. Được mở ngang xuống. Đấy, được mở tấm ngang xuống hết. Rồi một số anh em có thể dùng về làm thêm đó là cảo vào. Đấy, đây là mặt trên của cái phần đuôi sàn, đuôi lồng. Đấy, nhìn rất là đẹp. Một tấm phẳng lì hết, như một cánh cửa phẳng lì hết. Đây, phần đầu của đuôi tấm móc. Thì chính giữa các bẩn nó sẽ có những cái cây thanh ngang đà ngang để giúp cho cố định, cho cứng cáp hơn cái phần thành mọt ha. Cái trụ này thì được thiết kế là trụ sống, thì để có thể tháo rời và lắp vào vẫn ok ha. Tất cả các trụ thì trụ được thiết kế là 1 2 3 4 5 6 trụ, tính luôn hai trụ hai đầu thì số 6 trụ, thì trong đó có những cái trụ này có thể là tháo rời làm trụ, có thể là trụ sống, có thể sử dụng là như móc sàn thôi cũng vẫn được. À, chúng ta sẽ quan sát xuống gầm phần gầm ha. Trong điện thì chúng ta có thể sử dụng điện 12 hoặc điện 24. Đây là mặt phía sau của sản phẩm. Đấy, có chỗ để biển số. Đây là mặt đệ biển số ha. Hai cái đèn chiếu vào hai bên để làm sáng biển số. Và dọc theo thân mọt thì được thiết kế theo đèn. Đèn có thể là thiết kế đèn 12 hoặc 24 tùy theo dòng xe. Đây là dưới gầm trục vu qua những trong trống giò đá. Sử dụng bồ hơi là hai bồ hơi. À xin lỗi, ba bồ hơi ạ. Những lá nhíp mổ thắng. Nhìn rất là chắc chắn. Đó là gầm của robot. Một sản phẩm Sumi robot lồng 220. Quá là đỉnh. Với cái dòng chassis, cái gầm chassis rất là chắc chắn, chạy xuyên suốt, dài bằng thép đúc, chứ không phải lắp ghép. Gầm đúc cho kết cấu thép rất là tốt, cho chịu được sự đàn hồi. Đây là gầm của nó. Gầm, hệ thống điện, hệ thống hơi. Nhìn cản cũng rất là hài lòng ha. Đây, những cái trụ của nó, trụ chết. Tất cả bẩn ở trên thì được mở, từ trên mở xuống cả. Từ ở trên mở xuống. Anh em có quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại 0932 795 695 0981 82 3539, truy cập vào website www.xe-được-cứu-mỹ-vn.com hoặc là www.otohoanglong.com để có những thông tin chi tiết về sản phẩm này ha. Mọi người nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký mình kênh mình ngay bên dưới để có những sản phẩm mới phù hợp. Mình chuyên công ty ô tô Bình Châu Phát thì chuyên thu mua trao đổi tất cả những dòng sản phẩm mới cũ các loại. Những dòng sản phẩm trao đổi, ký gửi những sản phẩm cũ cho thuê đầu kéo, cho thuê remote.
Mọi người thì có quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại ở dưới mình ha. Và nhớ nhấn là subscribe đăng ký kênh để có những thông tin mới chi tiết hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm sản phẩm Xiaomi Remote lồng 220, một sản phẩm mới của năm 2020, tải trọng lên tới 32 tấn 050 kg, một siêu phẩm của năm 2020 ha. Anh em quan tâm thì nhớ gọi điện số điện thoại mình để mình trao đổi chi tiết những sản phẩm này hơn ha, về giá về cả. Chào tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình.